Hàng năm cứ đến ngày giỗ và sắp đến ngày Tết, người còn sống ra mồ mả mời ông bà cha mẹ đã chết có từ 60-70 năm nay về ăn Tết với con cháu. Như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: câu hỏi này có hai cách trả lời để xác định. Một, mê tín. Hai, chánh tín. Câu hỏi này mê tín như thế nào? Như trong các kinh phát triển dạy, người chết còn thần thức nên nghiệp dẫn thần thức đi luân hồi. Đó là hiện tượng thế giới siêu hình của tưởng tri. Nếu còn có thần thức, tức là linh hồn đi luân hồi tái sanh, thì đến ngày Tết, ngày giỗ, ra mộ, mời những người như ông bà, cha mẹ đã chết lâu rồi về ăn Tết với con cháu. Mà đã đi đầu thai rồi, còn đâu về ăn Tết với con cháu? Đó là sự mê tín của kinh sách phát triển. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy, thì con người do các duyên hợp lại mà thành, nên không có linh hồn và thần thức. Trong kinh Ngũ Uẩn đã dạy, thân người gồm có năm duyên: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi một người chết thì năm duyên này đều tan rã sạch, không còn sót một chút xíu nào cả. Cái còn lại đi tái sanh luân hồi là nghiệp. Nghiệp là những hành động thiện ác của con người hàng ngày huân tập mà thành. Vì thế, khi chết, con người chẳng còn sót cái gì cả, thì làm sao về ăn Tết với con cháu được? Còn nghiệp là hành động thiện ác huân tập mà thành, thì nghiệp làm sao về ăn Tết với những người thân được? Vì thế, mời ông bà cha mẹ về ăn Tết với con cháu là mê tín, không đúng tính cách chánh tín của đạo Phật. Kinh sách phát triển cho người chết còn có thần thức nên có cầu siêu làm tuần 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày, giáp năm, 3 năm, vân vân. Đó là lối mê tín lạc hậu của kinh sách phát triển. Trong khi Phật giáo Nguyên Thủy xác định không có thế giới siêu hình. Thế giới siêu hình chỉ là thế giới tưởng tri. Mê tín dân gian cho rằng người chết là đàn ông có ba hồn bảy vía, tam hồn thất phách. Đàn bà có ba hồn chín vía, tam hồn cửu phách. Khi người chết chỉ còn một hồn một vía sống tại mồ mả, còn tất cả các hồn vía khác đều xuống dưới địa ngục âm ti để thọ tội và tiếp tục đi tái sanh luân hồi. Do mê tín này trở thành một tục lệ, đến ngày giỗ ngày Tết, con cháu ra mộ mời ông bà cha mẹ đã quá cố lâu xa về ăn Tết với con cháu. Từ mê tín của kinh sách phát triển đến mê tín của dân gian đều đi ngược lại đường lối của đạo Phật. Mê tín của kinh sách phát triển là tạo ra nghề nghiệp tụng niệm cầu siêu để kiếm miếng sống như các nghề nghiệp khác ngoài đời. Nhưng quý vị phải biết, nghề tụng niệm cầu siêu là nghề lừa đảo, lường gạt người, lấy hình thức báo hiếu cho những linh hồn ông bà cha mẹ được siêu thoát về miền cực lạc Tây Phương. Kinh sách phát triển là loại giáo pháp mê tín có sách vở, có bài bản nên khó ai thấy được. Vì thế, mọi người đều xa lưới bẫy của giáo pháp này. Nghề này đã trở thành một nghề cắt họng thiên hạ. Tụng một ngọ có giá cả hẳn hòi, không có mặt cả được. Trên đây trả lời câu hỏi về tà tín. Còn câu hỏi này về chánh tín như thế nào? Hàng năm nhớ lại ngày mất cha, mất mẹ, mất những người thân, hoặc những ngày tư, ngày Tết, cả gia đình cười đùa vui chơi, thì họ lại nhớ đến công ơn của những người quá cố, nên đến nơi an nghỉ cuối cùng của những người thân thương này, tức là thăm mồ mả. Khi thấy mồ mả của những người thân, con cháu, tưởng chừng những người khuất mặt đang ở đâu đây, nên mới mời những người đó về vui chơi Tết với con cháu. Đó là lòng tưởng nhớ của những người còn sống. Chứ người chết rồi còn những gì mà về ăn Tết vui chơi với con cháu? Khi làm một việc gì mà không biết, không rõ, cứ theo phong tục,
thói quen xưa bày nay làm, hoặc tin theo các tôn giáo chỉ dạy, chẳng cần suy tư tìm hiểu gì cả, thì sẽ mang ý nghĩa mê tín lạc hậu. Chính vì làm mà không thấu rõ là mê tín. Còn ngược lại, khi làm việc gì thì phải hiểu rõ, biết rõ việc mình đang làm, không bị ảnh hưởng phong tục tập quán, không bị tôn giáo lừa đảo, đầy đủ ý nghĩa đạo đức làm người, thì việc ấy là chánh tín. Cúng dường đúng chánh pháp. Câu hỏi của Liễu Hương. Hỏi: Kính thưa Thầy, những Phật tử đã biết các tu sĩ tu hành không có đạo hạnh, phá giới luật, ăn uống phi thời, sống phóng dật, chạy theo dục lạc thế gian mà cứ cúng dường cho họ, thì cúng dường như vậy có phước báo gì không, hay tạo thêm nghiệp cho những tu sĩ ấy? Xin Thầy chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Một hôm vua Ba Tư Nặc hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng cư sĩ cúng dường bố thí, thế nào cho đúng chánh pháp? Đức Phật đáp: Cúng dường bố thí cho cá nhân hay tập thể thì cá nhân hay tập thể đó phải thanh tịnh. Chữ thanh tịnh ở đây Đức Phật dùng để chỉ cho những người hiền lành, có đạo đức, không gian xảo, không lừa đảo, vân vân. Còn tập thể thì chỉ cho những tu sĩ, các vị tỳ kheo nghiêm trì giới luật, có đạo hạnh thì mới cúng dường bố thí. Đức Phật dạy tiếp: Nếu cúng dường bố thí không đúng cách thì cũng giống như đem hạt giống tốt gieo trồng trên đất chai khô cằn, thì hạt giống sẽ bị hư thối. Chữ hư thối ở đây có nghĩa là không được phước mà còn tổn phước. Biết một vị tu sĩ phá giới luật, phạm giới, không có đạo hạnh, ăn uống phi thời, sống phóng dật, mà cứ cúng dường cho những tu sĩ này để họ tiếp tục phá đạo Phật, thì có tội rất lớn. Cũng như biết kẻ trộm cướp giết người mà che giấu, chứa nuôi trong nhà, thì đồng tội với kẻ trộm cướp giết người đó, tội rất nặng. Nếu tất cả tín đồ Phật giáo ý thức biết điều này, tức là biết những tu sĩ phá giới, phạm giới luật Phật, thì chẳng ai cúng dường bố thí trai tăng, thì những người tu danh tu lợi làm sao sống được mà phá Phật giáo? Biết họ tu sai mà cứ luôn nuôi dưỡng họ, họ bày ra những điều mê tín thì lại tin theo, làm theo, khiến cho giáo pháp của Phật càng ngày càng sai lệch. Bây giờ nhìn lại giáo pháp của Phật không còn thực tế cụ thể nữa, toàn là thứ giáo pháp trừu tượng, mơ hồ, mê tín, dị đoan, lạc hậu, vân vân. Cho nên cúng dường không đúng đối tượng khiến cho Phật pháp suy đồi, tà pháp hưng thịnh, đạo đức con người chẳng còn. Tuy rằng thời đại của chúng ta là thời đại văn minh, khoa học cơ giới, điện tử, tinh học đã phục vụ đời sống con người rất tiện nghi, nhưng lại khổ đau về tinh thần, khiếm khuyết về đạo đức quá lớn, nên khắp trên thế giới không lúc nào ngơi nghỉ, ngơi chiến tranh, không phút nào có người ngưng chà đạp lên con người. Sự lầm lạc phục vụ cho tà giáo ngoại đạo của kinh sách phát triển đã gây bao thế hệ trầm luân đau khổ, mà đến giờ này con người chưa thức tỉnh, luôn luôn nối giáo cho giặc cướp nước, cướp nhà. Người Phật tử phải sáng suốt cúng dường, bố thí cho đúng chánh pháp. Đừng nghĩ rằng ai làm tội nấy chịu, mà phải thấy mình có trọng trách với mình, với mọi người, với tôn giáo mình đang theo. Nó tốt hay xấu đều do chính mình. Mình theo tôn giáo đó mà không làm đúng lời dạy của tôn giáo đó, lại làm theo tôn giáo khác, tức là mình phỉ báng tôn giáo mình đang theo. Tôn giáo đưa ra những giáo lý dạy con người sống thiện, làm thiện, giúp con người có đạo đức, luôn sống trong những hành động thiện, chứ không có tôn giáo nào dạy làm những điều ác. Mà chính người theo tôn giáo lợi dụng tôn giáo, biến giáo pháp sai lệch
theo ý đồ của mình, biến dần tôn giáo thành tà giáo, ác pháp, biến tôn giáo thành đế quốc, bắt con người làm nô lệ cho những kẻ độc tài. Bởi vậy, tôn giáo ra đời cũng do con người, làm sai cũng do con người, làm đúng cũng do con người. Biết những tu sĩ phạm giới, phá giới, sống không đúng phạm hạnh, sống phi đạo đức, mà cứ cúng dường cho họ sống, đó là sự cúng dường giúp cho những ma vương phá đạo Phật, thì sự cúng dường ấy không có phước báo, mà còn tiếp tay cho ma vương phá Phật Pháp. Tội phá Phật Pháp là tội rất lớn với nhân loại, vì Phật Pháp là đạo đức nhân bản của con người. Cho nên, những hành động cúng dường không đúng chánh pháp, vì thế hiện giờ, con người được xem như gần mất đi nền đạo đức nhân bản chân chánh của Phật giáo, chỉ còn lại tà pháp vô đạo đức của ma vương. Nên người tu thời nay dở chết dở sống, mà đạo chẳng ra đạo, đời chẳng ra đời. Quý Phật tử là đệ tử của Phật, phải chấm dứt ngay hành động cúng dường phi pháp, để Phật giáo còn có một chút hơi tàn, một chút ánh sáng mang lại cho loài người. Nếu nói Phật tử tạo nghiệp cho quý thầy thì không đúng, vì quý thầy là ma vương, mà đã ma vương thì nó là ác pháp, lúc nào nó cũng muốn diệt chánh pháp của Phật. Chỉ có chúng ta lầm lạc Phật và ma vương mà thôi. Nhưng quý Phật tử sẽ không lầm lạc ma vương và Phật, vì Phật thì giới luật nghiêm chỉnh, còn ma vương thì phá giới. Biết ma vương mà lại cúng dường cho ma vương, đó là đang sống trong nhà của ma vương, thì đừng than khổ, đừng kêu ca. Tại sao chúng ta sanh làm người, rồi làm người lại làm khổ người quá vậy? Hỡi quý thầy tu theo kinh sách phát triển, theo ma vương, không những làm khổ mình, khổ người, mà còn làm khổ cho tất cả chúng sanh. Phật pháp càng ngày càng suy đồi, chánh pháp càng ngày càng biến mất, tà pháp càng ngày càng hưng thịnh. Thật là đau lòng, phải không quý Phật tử? Ma vương đội lốt tu sĩ Phật giáo nơi nơi, đâu đâu cũng thấy, cũng có những hình ảnh chướng tai, gai mắt phạm giới, phá giới đầy dẫy, không đâu là không thấy. Trong hủy hoại cơ thể hoặc một phần cơ thể để cúng dường chư Phật cầu vô thượng pháp. Câu hỏi của Mặc Hạnh. Hỏi: Kính thưa thầy, trong Thiền tông có câu chuyện Huệ Khả chặt cánh tay dâng lên cúng dường Bồ Đề Đạt Ma để cầu pháp an tâm, Phật tánh. Như vậy Đức Phật có dạy điều này không? Xin thầy giải rõ cho chúng con được hiểu. Gần đây có một số quý thầy đốt chặt một lóng ngón tay trỏ để cúng dường chư Phật. Chặt đốt ngón tay cúng dường chư Phật có ích lợi gì cho bản thân? Xin thầy chỉ rõ cho chúng con được hiểu. Những người chặt đốt ngón tay cúng dường chư Phật tu hành có chứng quả hay không? Đáp: Hủy hoại cơ thể hoặc một phần cơ thể để cúng dường chư Phật mà trong kinh sách phát triển đã có dạy, như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm tựa có những câu dạy. Lại thấy có Bồ Tát bố thí cả vợ con, thêm thịt cùng tay chân để cầu vô thượng đạo. Lại thấy có Bồ Tát đầu mắt và thân thể đều ưa vui thí cho để cầu trí tuệ Phật. Đọc qua đoạn kinh này, chúng ta quán xét thấy kinh sách phát triển lừa đảo và lường gạt dạy tín đồ bằng cách bố thí cúng dường của cải, tài sản, vợ con cho đến thân mạng. Thứ nhất, lừa gạt để cướp đoạt tiền bạc châu báu ngọc ngà, lấy đạo vô thượng hay là Phật tánh để trao đổi bằng vàng bạc ngọc ngà châu báu. Ở đây có nghĩa là cúng dường chư Phật, dùng các món nhân duyên mà cầu chứng Phật đạo. Muốn cầu chứng được đạo quả giải thoát thì nên trao đổi bằng: một, vàng bạc ngọc ngà san hô, trân châu ngọc như ý, ngọc sa cừ mã não kim cương và các trân bảo khác cùng tôi tớ xe cộ kiệu cán làm bằng châu báu, vui vẻ đem cúng dường, đừng tiếc rẻ để cầu chứng đạo quả. Đọc đoạn kinh này, chúng ta nhận xét đạo quả giải thoát của đạo Phật chẳng có giá trị gì,
nó cũng như những vật tầm thường của thế gian này. Vì thế đem vàng bạc ngọc ngà châu báu trao đổi mua bán, và như vậy đạo giải thoát của Phật giáo rất tầm thường, phải không quý Phật tử? Kinh sách phát triển dám đem đạo giải thoát của Phật giáo trao đổi với vàng bạc châu báu thế gian thì chúng ta không còn chỗ nào phê phán kinh sách này nữa. Một loại kinh phỉ báng Phật pháp ghê gớm, vậy mà quý Phật tử làm ngơ mà hằng ngày còn tụng niệm trì chú thì chúng tôi không biết nói làm sao hết. Thật là xót xa, đau lòng lắm quý vị. Xin quý vị đọc đoạn 2 của câu kinh dưới đây. Cúng dường cả vợ và con cho chư Phật, cho người khác để cầu chứng đạo quả giải thoát. Đọc đoạn kinh này chúng tôi quá sợ hãi, khiếp đảm. Một người đi tìm cầu sự giải thoát của Phật giáo mà đem cả vợ con cúng dường chư Phật hay người khác, thì thử hỏi người ấy đạo đức của con người ở đâu? Vợ con là những người thân thương và gần gũi nhất của đời người, thế mà nỡ nhẫn tâm đem cúng dường cho chư Phật, cho người khác để cầu chứng đạo giải thoát, thì đạo giải thoát ấy là đạo gì? Có phải là đạo giải thoát vô đạo đức không? Kinh sách dạy đạo giải thoát phi đạo đức như vậy có xứng đáng cho chúng ta theo tu học không? Làm chồng mà đem vợ con mình cúng dường chư Phật thì người chồng ấy là người chồng gì? Chư Phật nào dám nhận vợ con người khác? Dám nhận vợ con người khác thì chư Phật đó có xứng đáng làm chư Phật không? Như quý bạn đã biết, giới luật cấm không cho tu sĩ nhận cúng dường tiền bạc, trâu bò, heo, dê, phụ nữ, già, trẻ con. Cho nên, tiền bạc chư Phật còn không dám nhận, huống là cúng dường trâu bò, heo, dê cái và phụ nữ, đàn bà, con nít. Thưa quý bạn, kinh dạy như vậy có đúng không? Một loại kinh phi đạo đức cần phải ném bỏ. Xin quý vị đọc đoạn 3 của câu kinh dưới đây. Đoạn thân mạng, tay chân, đầu bắc của thân thể cúng dường cầu đạo vô thượng. Đọc qua những đoạn kinh trên trong bộ kinh phát triển diệu pháp Liên Hoa mà được mọi người từ thầy tổ cho đến ngày nay, người ta đã tốn biết bao nhiêu giấy mực để luận và giảng về bộ kinh nổi tiếng nhất trong kinh sách phát triển diệu pháp Liên Hoa kinh. Một bộ kinh mà được các thầy tổ và tất cả Phật tử xem là một vật quý báu nhất trong các kinh phát triển, thường ca ngợi và truyền tụng. Do bộ kinh này mà có nhiều người đã thành lập đạo tràng, lấy tên kinh làm tên chùa, tên đạo tràng của mình, như chùa Pháp Hoa, đạo tràng Pháp Hoa. Một bộ kinh dạy người hủy hoại cơ thể để cầu đạo giải thoát. Xưa tổ Huệ Khả đã hủy hoại một cánh tay dâng lên tổ Bồ Đề Đạt Ma để cầu pháp giải thoát. Sự trừng quán chặt ngón tay cúng dường chư Phật để cầu chứng Phật tánh. Gần đây trong hàng huynh đệ của chúng tôi, khi vào tu viện chân không, cũng có một sư đệ lúc bấy giờ, thầy ấy chỉ là một chú sa di mà rất gan dạ, đốt một lóng ngón tay để cầu pháp. Khi chúng tôi vào tu viện thì vị thầy đó vẫn còn băng bó vết thương. Gần đây chúng tôi có đọc một tờ báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh năm thứ 23, bộ mới số 776 ngày 21 tháng 9 năm 1999 có đăng tin tựa đề "Sao lại tin những lời tà đạo?" Tháng 6 năm 1999, qua nguồn tin quần chúng, Công an huyện Củ Chi phát hiện tại xã Tân Phú Trung có hai người một nam một nữ tụ họp thêm một vài người dân đến nhà nghe giảng đạo. Đều là hai người này cùng bị mất một đốt ngón tay trỏ bên trái. Công an Củ Chi đã khám phá và ngăn chặn kịp thời nhóm tà đạo, thuyết pháp, những điều nhảm nhí, mê hoặc người nhẹ dạ cả tin, hủy hoại thân thể, bỏ vợ, bỏ chồng để đi tu, vân vân. Bài báo viết tiếp, vào đạo phải chặt đứt ngón tay và làm công quả. Đúng vậy, Phật giáo phát triển thường nhận những người làm công quả là những người chuẩn bị để cho xuất gia sau này. Những người này trong chùa gọi là tịnh nhân. Nếu những tịnh nhân nào tự phát nguyện chặt ngón tay cúng dường chư Phật để cầu pháp vô thượng, thì những tịnh nhân ấy được xem là những pháp khí của kinh sách phát triển, được thầy tổ lưu ý giúp đỡ và đào tạo họ trở thành những bậc lãnh đạo Phật giáo phát triển. Trong giới tín đồ Phật giáo cho rằng, ít ra, những người này cũng là những bậc đại thượng trí thức. Qua bài kinh tựa của bộ kinh Pháp Hoa, tuy không ép người khác hủy hoại cơ thể, nhưng cũng có ý đề cao khuyến khích sự hủy hoại cơ thể để cầu pháp giải thoát tối thượng thừa. Những lời dạy trong kinh Pháp Hoa này đi ngược lại lời dạy của Đức Phật trong toàn bộ kinh sách Nguyên Thủy. Đạo Phật chủ trương không làm khổ mình khổ người,
Thế mà ở đây chặt đốt ngón tay hoặc chặt cánh tay dâng lên cúng dường thì rõ ràng là đã tự làm khổ mình. Từ cha mẹ sinh ra không tật nguyền, bây giờ theo Phật giáo phát triển trở thành người tật nguyền, cụp tay tàn tật. Vậy mà các thiền sư vô minh ca ngợi vị tổ thứ hai Huệ Khả là bậc đại thừa pháp khí. Chỉ có một lời ca ngợi suông trong kinh sách phát triển mà đã biến vị tổ thứ hai của thiền tông thành một người tàn tật, thật là ngu si, chạy theo danh mà tự hại mình. Trong kinh Phật Báo Ân của kinh sách phát triển có câu chuyện tiền thân Đức Phật. Xưa có một nhà vua chạy giặc, gặp lúc đói khát, ăn thịt con để sống. Người mới đọc qua câu chuyện tiền thân này nghe rất hay, nhưng suy nghĩ lại, chúng ta mới thấy bản chất của loài thú vật hiện lên rất rõ ràng. Người ăn thịt người cũng chẳng khác nào loài thú vật ăn thịt nhau, thì làm sao gọi là đạo đức làm người được? Kinh sách phát triển nói qua sự tưởng tượng của mình, một ngày cắt 3 cân thịt ăn mà đứa con vẫn còn đi đứng được, thì thử hỏi quý vị nghĩ sao? Người ta bị chừng một vết thương mà còn nằm bệnh viện cả tuần lễ để điều trị, thế mà mỗi ngày cắt 3 cân thịt mà còn đi được, thì kinh đó có giọng ngữ hay không? Có lừa đảo dối gạt người hay không? Chúng ta nên đọc tiếp bài báo. Chuyện tưởng như đùa nhưng hoàn toàn có thật xảy ra ngay tại vùng ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh. Chị NTN ở Tân Phú Trung, Củ Chi theo chồng về sống ở xã Tân Thới Nhì, ấp Môn. Cuộc sống gia đình rất hạnh phúc với 4 mặt con. Năm 1987, một lần đi chợ Hóc Môn thì N gặp bà Tân. Trước đây là giáo viên dạy N học ở Tân Phú Trung. Bà Tân cho N biết bà đang tu trong chùa Giảng Đức, hay còn gọi là chùa Ba Mẹ, ở thị trấn Hóc Môn. Từ đó N thường xuyên lui tới chùa để nghe thuyết pháp. Năm 1988, đứa con thứ 5 chào đời được vài tháng thì N bỗng dưng bệnh tâm thần, bỏ chồng con, vào chùa ở luôn không về nhà nữa. Một mình anh NDT, chồng N, phải gồng gánh nuôi 5 đứa con thơ hết sức cực nhọc, nhất là bé mới sanh. N đến làm công quả tại chùa, ban ngày làm mọi việc lặt vặt, tối nghe thuyết pháp. Ít lâu sau, N được đưa lên chánh điện cầu nguyện để quên chồng con, dứt bỏ mọi vướng bận trần thế, ăn chay trường và sống kiếp tu hành. Nguyện xong, N dùng dao chặt đứt một đốt ngón tay trỏ bên trái, rồi cầm tay đang chảy máu ròng ròng chạy lên chánh điện hiến dâng một đốt ngón tay để tỏ sự thành kính và một lòng theo đạo. N được bà thiện băng bó vết thương lại. Nghe tin vợ chặt tay, anh T có mặt ngay chùa để hỏi rõ sự việc thì được một phụ nữ trong chùa giải thích ngắn gọn, cúng dường. Anh T kịch liệt phản đối vì việc làm kỳ cục và hết sức giả mang này. Nhiều lần T đến chùa năn nỉ vợ, kể cả la lối, đòi kêu công an bắt, nhưng N vẫn kiên quyết không về nhà. Sau đó, bà Thiện đưa N về chùa ở An Phú Đông để sống chung với bà. N phải nhổ cỏ, chăm sóc vườn cây ăn trái của con gái bà Thiện. Có một lần N thèm mặn nên đã lỡ ăn một miếng bánh mì kẹp thịt. Khi ăn xong, N giật mình vì đã vi phạm lời nguyện. Để chuộc lỗi lầm này, N dùng dao phay chặt thêm một đốt ngón tay út bên phải. Chính bà Thiện cũng băng bó vết thương cho N. Công an Hóc Môn phát hiện sự việc này, làm việc với N và không cho N ở chùa nữa. Tuy vậy từ đó đến nay, N cũng không sống chung với chồng con. Đến năm 1998, NVV ngụ tại xã Tân Phú Trung, Củ Chi, bỗng dưng lại bị bệnh nhức đầu. Thay vì đến bệnh viện thì V lại đến chùa này, đến chùa khác ở Củ Chi, Bình Dương, Đồng Nai để trị bệnh, nhưng không có kết quả. Nghe đồn ở thị trấn Hóc Môn có chùa Giảng Đức trị bệnh rất hay, nên V nhanh chân tìm đến nhờ giúp đỡ, hy vọng sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. V kể lại thuốc chữa bệnh của chùa là chén nước lạnh. Trị bệnh xong, V ở chùa làm công quả. Từ Củ Chi đến Hóc Môn khá xa, sáng đi chiều về rất mệt, nhưng V quyết tâm vượt qua để được đóng góp chút ít công sức cho chùa. Ngày 16 tháng 2 năm 1999, mùng 1 Tết, vì đến làm công quả như thường lệ thì được bà Tâm trụ trì chùa khuyên bảo phải về nhà tu tâm, ăn hiền ở lành và chịu khó nghe kinh thuyết pháp của chùa. Lúc 11 giờ ngày 3 tháng 3 năm 99, sau khi đi cắt lúa về, về đứng trước tượng Phật Thích Ca được đặt tại nhà, đọc lời nguyện sẽ đi tu, không sống chung với vợ con nữa. Liền sau đó, về đã dùng dao chặt đứt hai đốt ngón tay trỏ bên trái,
Chặt xong, V tự băng bó vết thương. Hiện V đang sống chung với mẹ ruột, bỏ vợ cùng hai đứa con thơ. Như trên, những bài kinh của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã tác động rất mạnh vào lòng tin của con người. Họ dám chặt tay, đốt ngón tay hoặc chặt một lóng ngón tay cúng dường chư Phật để cầu Pháp giải thoát. Giải thoát đâu không thấy, chỉ thấy toàn là sự đau khổ. Một sự ngu dại làm khổ mình, làm khổ vợ con, làm khổ những người thân và còn làm công không cho người khác, bị lừa đảo mà không biết. Đối với tà giáo ngoại đạo, nếu chúng ta không đủ trí sáng suốt minh mẫn thì sẽ bị những lời đường mật lừa đảo trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa như câu kinh này: đầu mắt và thân thể đều ưa vui thí cho để cầu trí tuệ Phật. Muốn đạt được trí tuệ giải thoát của đạo Phật thì phải bố thí hay cúng dường thân thể hoặc một phần của thân thể thì sẽ được trí tuệ giải thoát. Do lời dạy này và những câu chuyện tiền thân Đức Phật hay những chuyện cổ tích về đạo Phật như khi Đức Phật còn là Bồ Tát tu hành bố thí, Ngài đã thí thân cho cọp ăn, thí thân cho cha mẹ ăn, như Thái tử Tu Xà Đề lấy thân là 1000 ngọn đèn thắp sáng để cầu Pháp, như Chuyển Luân Thánh Dương trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Chuyện cổ Phật giáo như Diệu Thiện còn gọi là nàng công chúa Ba, bố thí mắt tay để làm thuốc cho cha, gọi là báo hiếu của Phật giáo phát triển. Nhưng gương bố thí thân mạng để cầu Pháp, để báo hiếu, đối với kinh sách phát triển thì rất là tốt đẹp và cao thượng, nhưng lại xa rời thực tế và vô đạo đức làm người của Phật giáo nguyên thủy. Nhất là giáo Pháp phát triển không có đôi mắt nhân quả, nên thường tỏ ra những hành động một anh hùng cá nhân vô minh, vô đạo đức với mình, tự làm khổ mình vì người. Đạo Phật không chấp nhận những điều này. Chủ trương của Đạo Phật là không làm khổ mình, khổ người. Thế mà tin theo lời dạy của kinh sách phát triển, đã tự tay chặt, khoét mắt, đốt tay để cúng dường cầu Pháp giải thoát. Giải thoát đâu không thấy, chỉ thấy một sự khổ đau của mình. Đó là tự gieo ác pháp cho mình và còn làm khổ cho những người thân thương của mình, vợ con, cha mẹ. Ngày xưa ông vô não nghe một vị bà La Môn dạy, chặt được 1000 ngón tay người thì chứng được đạo giải thoát. Tin lời dạy này, ông đã trở thành một hung thần, một ác quỷ, giết người không ngớp tay. Chặt tay người xỏ sâu thành chuỗi, chờ ngày giết cho đủ 1000 người để chứng đạo. Đó là pháp môn ác đức làm khổ người. Mạng sống con người trong kinh sách phát triển được xem như một chiếc áo, muốn ném bỏ lúc nào cũng được, chiếc thân quyển mộng. Cái nhìn như vậy tức là Phật giáo bị đồng hóa pháp môn ngoại đạo, nên làm khổ mình mà không biết, còn gọi là cầu chứng trí tuệ giải thoát. Vậy trí tuệ giải thoát, sao ta lại ngu si để chuốc lấy sự đau khổ cho thân này, biến thân thể mình thành người tàn tật? Trong thời gian tu hành tại tu viện Chân Không, chúng tôi có một vài huynh đệ chặt hoặc đốt ngón tay để cúng dường cầu Pháp. Nhưng đến nay đã 30 năm chúng tôi nhìn lại những sư huynh đệ đó đã không có sự giải thoát, mà lại cơ thể nay đau mai ốm, mà lại đau ốm những bệnh tật nan y. Cuộc đời của họ vì tin giáo Pháp của kinh sách phát triển và quyết tâm tìm đường giải thoát cho nên không tiếc thân mạng, dám đốt ngón tay, dám chặt ngón tay như cô NTN và anh NVV vân vân, và còn rất nhiều người nữa thật là có tâm cầu Pháp giải thoát điên dại. Những pháp môn gì mà đưa con người đến chỗ tật nguyền, cục tay cục chân, cha mẹ sinh ra không tật nguyền, đến giờ theo Phật giáo phát triển, người có quyết chí tu hành cầu giải thoát thì giải thoát đâu không thấy, chỉ thấy mình bị tàn tật, thật là đau lòng. Bởi tin theo lời Phật dạy như vậy, không ngờ đó là những lời của tà sư ngoại đạo, mạo nhận lời của Phật dạy để dễ bề lừa gạt người khác. Những người không biết về kinh sách phát triển như các chú CA thì cho đó là tà giáo ngoại đạo. Còn những người có nghiên cứu kinh sách Diệu Pháp Liên Hoa thì không thể lầm lẫn tà giáo ngoại đạo. Họ biết rất rõ trong kinh sách phát triển dạy rất nhiều điều phi đạo đức, lừa đảo, lường gạt người và những điều mê tín và hủy hoại một phần cơ thể cúng dường chư Phật để cầu Pháp tối thượng thừa. Từ ngày có Phật giáo truyền vào đất nước chúng ta, sự mê tín dân gian không bớt lại mà còn thêm những sự mê tín khác nữa và những sự hy sinh vô nhân đạo đối với bản thân mình. Vô nhân đạo đối với mình là tự hủy hoại cơ thể mình. Người vô đạo đức nhân quả là tự làm khổ mình. Xưa kia Tổ Huệ Khả chặt cánh tay, Sư Trừng Quán chặt ngón tay. Gần đây có các
thầy như thầy PT, thầy BV, vân vân. Và gần đây nhất là báo công an đã đăng tin có một số người ở chùa Giảng Đức Hóc Môn đã chặt ngón tay, hủy hoại cơ thể để được những gì hay đã tự làm khổ mình. Và sự tu tập như vậy đã đi ngược lại với đạo Phật. Đạo Phật chủ trương có mục đích hẳn hoi, khi vào đạo là không làm khổ mình khổ người, tức là giải thoát. Cớ sao đi tu lại làm khổ gia đình, vợ con hay là chồng con, mà gọi là đi theo Phật? Đi theo Phật sao làm khổ mình khổ người, mà lại chính làm khổ những người thân thương của mình, thì Phật nào chấp nhận cho quý vị tu hành như vậy? Chỉ có kinh sách phát triển dạy người tu hành để được phước báo giải thoát. Nhưng phước báo giải thoát đâu không thấy, mà chỉ thấy sự đau khổ cho mình, cho những người thân thương của mình, như trong bài báo chúng ta đã đọc ở trên. Hiện giờ, trong đất nước chúng ta, thỉnh thoảng nghe báo chí đăng tin vị giáo chủ này đến vị giáo chủ kia dạy nhiều loại pháp mê hoặc và lừa đảo người khác, như giáo chủ xứ Sương Mù, giáo chủ Pháp Hoa, giáo chủ Long Hoa Hội, giáo chủ Chân Không, sư Bán Khoai, sư Bán Chiếu, sư Mỏ Cày, vân vân. Xét lại các giáo phái này chịu ảnh hưởng kinh sách phát triển mà sinh ra. Các giáo phái tà đạo của kinh sách phát triển dạy tu hành một cách kỳ lạ, kiến chặt đốt một ngón tay hoặc một phần trong thân thể của mình để cúng dường chư Phật, để cầu pháp giải thoát, thì kinh sách phát triển ca ngợi, gọi những người dám cúng dường được như vậy gọi là pháp khí đại thừa. Những người này được xem là bậc đại Bồ Tát. Vì những danh từ ca ngợi rất cám dỗ của kinh sách phát triển nên khiến cho người ta dám chịu khổ đau, hy sinh thân mạng và bỏ cả vợ con hoặc chồng con. Họ làm như vậy, họ không thấy rằng họ là những người không có đạo đức, không có đạo đức với họ, với những người thân. Họ là những người vô minh, mù quáng, đã tự làm khổ mình, khổ người. Người tu hành như vậy không thể gọi là người tu theo đạo Phật. Đạo Phật là đạo từ bi. Từ bi sao lại làm khổ thân mình và làm khổ những người thân của mình? Và như vậy, gọi là cầu giải thoát, thì xin thưa cùng quý vị giải thoát chỗ nào hay là giải chết? Xin quý vị trả lời. Đọc qua các kinh sách phát triển, chúng ta thấy rất rõ ràng, đây chỉ là một giáo pháp hỗn tạp, góp nhặt và lượm lặt những tưởng tri của loài người từ Đông sang Tây làm giáo pháp của mình. Tưởng là hòa đồng hay là tổng hợp giáo pháp của ngoại đạo như vậy là cao siêu, là cao thượng. Nhưng nào ngờ giáo pháp ấy là một thứ bả mía, giáo pháp ấy giống như chiếc áo giá, nhiều thứ giải. Cho nên kinh sách phát triển tự xưng giáo pháp mình có 84.000 pháp môn, tự xưng là tối thượng thừa. Khi Đức Phật ra đời tu chứng và truyền đạo, Ngài đã căn dặn chúng ta chớ có tin vân vân, mà hãy tin những gì có lợi ích cho mình, cho người, mà hãy tin những gì đừng làm khổ mình, khổ người. Đây là lời cảnh giác của Đức Phật, xin quý vị lưu ý để tránh những tà giáo ngoại đạo đang ẩn núp trong Phật giáo với nhiều hình thức khác nhau, khiến cho loài người vốn khổ đau lại càng khổ đau hơn. Hối lộ Phật. Câu hỏi của Liễu Hương. Hỏi: Kính thưa Thầy, kiếp này mang tiền vào cúng Tam Bảo, cúng 1 đồng mong được 10 đồng, có phải không thưa Thầy? Đây có phải là hành động cúng dường Phật không? Đây có phải là tư tưởng bán buôn, hối lộ không thưa Thầy? Đáp: Những hướng dẫn trên đây cúng dường Tam Bảo đều do kinh sách phát triển dạy, mà quý thầy trong các chùa đều theo đó hướng dẫn quý Phật tử tín đồ cúng dường. Chứ riêng quý thầy không phải không biết giới luật của Phật đã ngăn cấm người cư sĩ không được cúng dường tiền bạc cho Phật và chúng thánh tăng, chỉ được quyền cúng dường thực phẩm mà thôi. Thời Đức Phật còn tại thế, người sống đời phạm hạnh của một tu sĩ buôn xã, nên Ngài đi khất thực, xin thực phẩm để sống, chứ không có xin tiền. Bây giờ Ngài đã tịch rồi, thì Phật tử lại đến chùa cúng dường Ngài tiền bạc, thì như vậy có đúng không? Lúc còn sống, Ngài đã không nhận tiền bạc, còn bây giờ Ngài đã chết lại nhận tiền bạc sao? Nếu những cư sĩ đem tiền cúng dường chư Phật thì đó là hành động phỉ báng Phật. Một hành động cúng dường như vậy không đúng chánh pháp, cúng dường sai pháp, thì Đức Phật có chứng minh lòng cúng dường như vậy của quý vị không?
quý vị cúng sai, không đúng phạm hạnh của người tu sĩ, thì Ngài làm sao nhận lòng cúng dường của quý vị được? Cúng dường như vậy làm cho Phật giáo suy đồi, tội ấy về ai? Cúng dường như vậy, quý vị xem ông Phật như ông thần ăn hối lộ. Cúng một đồng nhờ Tam Bảo gia hộ cho quý vị làm ăn được 10 đồng. Người Phật tử cúng dường như vậy là xem Phật giáo chẳng ra gì. Nếu không quá đáng thì bảo rằng quý vị không phải đệ tử của Phật. Vì đệ tử của Phật phải hiểu Phật. Chẳng qua quý vị là đệ tử của ngoại đạo, của kinh sách phát triển Bà La Môn, nên mới cúng dường Phật và chúng tăng như vậy. Đến với Phật giáo để làm gì? Để học cách hối lộ cho thần thánh. Ông Phật thời bây giờ giống như thần trong miếu. Ông quan ăn hối lộ, làm quan ăn hối lộ dân chúng xem chẳng ra gì. Phật ăn hối lộ còn nghĩa lý gì là ông Phật nữa? Cách thức cúng dường tiền bạc nhờ Tam Bảo gia hộ cho tai qua nạn khỏi. Nhìn cảnh tượng này, chúng tôi thật đau lòng cho Phật giáo ngày nay. Thế mà chùa nào hiện giờ cũng có thùng phước sương để nhận tiền cúng dường. Chùa bây giờ giống như miễu bà chúa xứ, đền bà chúa kho. Nhìn hiện tượng này, chúng tôi chẳng biết nói làm sao bây giờ. Phật giáo hay là ngoại đạo, mê tín dị đoan hay chánh tín chân chánh? Tóm lại, đây là cách thức cúng dường không đúng chánh pháp của Phật mà đúng theo giáo pháp của ngoại đạo. Nếu là người tín đồ chân chánh của đạo Phật thì cúng dường Tam Bảo thì nên cúng dường thực phẩm để giúp cho các vị tu hành sống ngày một bữa ăn, để giữ gìn đúng phạm hạnh, không cất giấu tiền bạc. Bởi vậy, cái sai của đạo Phật cũng chính quý thầy vì tham tiền dạy cho người tín đồ cúng dường sai pháp. Cúng dường sai và cũng chính các ông thầy ham tiền, ham bạc nên làm thinh để nhận tiền một cách phi giới luật. Các quý thầy chỉ là kẻ phàm phu tục tử mang lớp áo tu sĩ, chất chứa tiền bạc, trở thành phú ông hơn là một người tu sĩ chân chánh tu hành. Biết cúng dường tiền bạc Tam Bảo là sai, thì từ đây về sau, quý Phật tử đừng làm sai nữa. Cúng dường sai pháp đã không được phước mà còn thêm tội với Tam Bảo, mà còn tiếp tay cho ngoại đạo diệt Phật giáo nhanh chóng. Tội ấy về phía Phật tử phải gánh chịu. Cúng dường trai tăng, câu hỏi của Liễu Hương. Hỏi kính thưa thầy, cúng dường trai tăng ý nghĩa như thế nào? Có được phước báo lớn không thưa thầy? Đáp, cúng dường trai tăng tức là cúng dường thực phẩm và những vật dụng cần thiết cho đời sống của những tu sĩ các ái ly gia. Có nghĩa là giúp đỡ cho người tu sĩ sống đời sống phạm hạnh để tu tập đến nơi đến chốn. Cúng dường trai tăng như vậy rất tốt, có nhiều phước báo, vì đã giúp cho những bậc đạo đức chân tu thể hiện gương hạnh giải thoát, thể hiện đức hạnh làm người, khiến cho mọi người có chỗ học và sống đức hạnh giải thoát. Còn bây giờ trai tăng cúng dường thì không đúng lời Phật dạy. Một, trai tăng cúng dường cầu siêu cho người chết để được giảng sanh cực lạc. Hai, trai tăng cúng dường để được phước báo làm ăn khá giả giàu có. Ba, trai tăng cúng dường bỏ tiền vào phong bì để biến tu sĩ phạm giới. Bốn, trai tăng cúng dường để nghe thuyết pháp lừa đảo. Trong khi Đức Phật dạy muốn ước nguyện cầu một điều gì thì cần phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì ước nguyện ấy sẽ thành tựu. Ước nguyện cầu mong Phật dạy là phải tự lực hành thiện pháp theo luật nhân quả. Còn cúng dường cầu nguyện để nhờ công đức tu hành của chư tăng nhờ tha lực thì đạo Phật không chấp nhận. Cho nên Đức Phật dạy cúng dường cho bậc chân tu thì có lợi ích lớn, là nhờ gương hạnh tu hành của người mà ta thực hiện được đời sống thiện, nên ước muốn của ta đạt thành không phải từ tha lực của bậc chân tu mà phải do tự lực làm thiện của chính chúng ta mà thành sở nguyện. Đạo Phật rất khó, nếu chúng ta hiểu sai, biến đạo Phật thành ngoại đạo phi đạo đức, sống nhờ vào tha lực. Nếu ta hiểu đúng, luôn tự cứu mình, cứu người, thì đó là đạo Phật chân chánh. Vì thế trai tăng cúng dường theo kinh sách phát triển thường cầu tha lực, nên biến Phật giáo thành ngoại đạo tà giáo. Người Phật tử chân chánh luôn phải dùng sức tự lực, nêu cao đức hạnh tự lực
làm sáng tỏ Phật Pháp. Nếu chúng ta đi ngược lại, luôn cầu tha lực là ta thuộc về tín đồ ngoại đạo Bà La Môn. Người Phật tử nên cảnh giác và nhớ lời dạy này để duy trì mạng mạch của Phật Pháp và cứu mình cứu người, thoát khỏi mọi thủ đoạn âm mưu lừa đảo của tà giáo mê tín lạc hậu. Thông minh. Câu hỏi của Liễu Hương. Hỏi: Kính thưa Thầy, kinh Nhân Quả dạy mang dầu, nến, thắp sáng điện Phật, tam bảo, kiếp sau sanh ra làm người, được thông minh. Lời dạy ấy có đúng không? Xin Thầy dạy bảo. Đáp: Người thông minh không phải do cúng dường đèn dầu, nến thắp sáng điện Phật, mà người ấy phải chịu khó học tập những điều mình chưa biết. Hiện giờ chúng ta thấy có người học tối, lâu nhớ, lâu thuộc bài. Có người nhớ lâu, học mau thuộc, ta cho họ thông minh. Sự thật, tiền kiếp họ đã gieo nhân học tập, nên thời nay ta nói họ thông minh, chứ họ đã học sẵn rồi. Muốn thông minh ở kiếp sau, thì kiếp này phải chăm học tập. Theo luật nhân quả, học tập là gieo nhân thông minh, chứ không phải cúng dường đèn đuốc mà thông minh. Đó là lối lừa đảo không thực tế của kinh sách phát triển. Chúng ta không nên tin như vậy. Tin như vậy, chỉ có người vô minh mới tin. Chúng ta tin cái gì thì cái đó phải cụ thể và thực tế rõ ràng. Đời nay cố gắng chăm học tập, đời sau thông minh. Đó là lẽ đương nhiên, không ai nói ta lừa đảo được. Bây giờ ta u tối, phải cố gắng học. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Còn những người thông minh, kiếp trước họ đã học rồi, bây giờ nhớ trở lại, chứ không có thông minh gì cả. Đức Phật dạy, cây ngã về hướng nào thì bóng ngã về hướng ấy. Đúng vậy, khi ta làm một điều gì thì hậu quả của điều đó sẽ đến với ta, tốt hay xấu, là do việc của ta làm ác hay thiện. Còn đốt đèn đuốc làm sáng bàn thờ Phật mà được thông minh thì không đúng. Chúng tôi xin nêu lên một điều để quý vị được rõ. Hàng ngày quý vị đều đốt cây hương vỏ cây tượng trưng cho năm cây hương giải thoát: giới hương, định hương, tuệ hương, tri kiến hương và giải thoát tri kiến hương. Nhưng quý vị có thấy tâm mình giải thoát chưa? Có hết tham sân si chưa? Tượng trưng là một lẽ và giải thoát là một lẽ. Cho nên thắp đèn đuốc nến cho sáng thì có ai đốt đèn mà thông minh chưa? Nếu đốt đèn mà siêng năng chăm học thì thông minh là lẽ đúng. Nếu đốt đèn để sáng bàn thờ Phật không học mà thông minh, đó là lối lừa đảo của kinh sách phát triển để các chùa khỏi tốn tiền mua dầu thắp bàn thờ Phật, vì có mấy đứa học sinh tối dạ mua dầu đèn thắp sáng. Nhưng chúng cũng phải học chúi đầu chúi mũi mới có thuộc bài, chứ đâu có thắp đèn mà khỏi học bài bao giờ, hay chư Phật học bài dùm cho. Đó là một lối lừa đảo gian xảo của kinh sách phát triển. Kinh sách phát triển nói về nhân quả có rất nhiều điều vô lý, thế mà người Phật tử vẫn tin, tin trong mù quáng vô minh, tin mà không chịu suy nghĩ. Thắp đèn sáng cúng dường chư Phật là thông minh, học một biết mười, điều này không bao giờ có. Nếu việc làm này có được thì thế gian này không còn người u tối, đần độn, dốt nát và ngu si, phải không quý vị? Chỉ cần mua dầu, thắp đèn sáng cúng dường chư Phật là thông minh sáng suốt, thì ai mà làm không được? Trong cuộc đời này, có ai muốn mình không thông minh? Có ai muốn mình u tối, dốt nát, ngu si, đần độn? Có ai muốn mình thua kém mọi người, phải không quý vị? Nếu kết quả chỉ cần mua dầu thắp đèn sáng cúng dường chư Phật là thông minh sáng suốt, thì chùa sẽ thắp đèn sáng ngày đêm quanh năm suốt tháng. Nhưng hiện giờ đến chùa, nơi điện thờ Phật, chỉ có một ngọn đèn leo lét, mờ mờ ảo ảo. Như vậy chứng tỏ lời dạy này không có hiệu quả, chỉ là một trò lừa đảo. Trùng,
trong Long Sư Tử, câu hỏi của Liễu Hương. Hỏi: kính thưa thầy, có người xuất gia tu hành nhưng không đủ duyên nên trở về hoàng tục, nhưng cạo tóc, mặc đồ nhà tu, nhận của cúng dường đằng na thí chủ. Thưa thầy, người này có phạm tội gì chăng? Có người đã xuất gia thọ giới cụ túc nhưng không chịu tu hành, cứ nay đây mai đó để thỏa mãn mộng giang hồ, vẫn nhận sự cúng dường của đằng na thí chủ. Người tu như vậy có sai phạm không? Nếu cả đôi nam nữ tu sĩ này trở về hoàng tục, xây dựng cuộc sống tu tại gia thì quá đẹp, tốt hơn là khoác chiếc áo nhà chùa. Đáp: trong một đại gia đình Phật giáo, hiện giờ có bao nhiêu chuyện tồi tệ trong đạo mà thỉnh thoảng báo chí công an thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải, giáo chủ này, ông đạo kia, vân vân. Còn lắm kẻ ở ngoài đời làm ăn vất vả nên mượn chiếc áo nhà tu để thọ hưởng của đằng na thí chủ, ngồi trong mát, ăn bát vàng cho sướng thân. Nếu nhà nước không cấm cất chùa lập miếu, thì những hạng người này sẽ cất chùa miếu nổi lên như liều quán. Con người khôn ngoan, xảo quyệt, kinh khủng, lường gạt đủ mọi cách, dùng hình thức tượng cốt để làm tiền thiên hạ. Sự lợi dụng sự bệnh tật tai nạn của con người bằng cách trị bệnh, chăm cứu, thuốc nam, thuốc bắc, bùa chú, nhân điện, nước thải, tàn hương, nước tiểu, khí công, hương công, gạo lứt muối mè, tiết thực, tuyệt thực, dưỡng sinh, vân vân. Đó là một loại pháp môn tu hành biến dạng thành những phương thức để giữ gìn sức khỏe. Phần đông những nơi trị bệnh đều có thờ Phật Bồ Tát cùng các quỷ thần. Làm thuốc trị bệnh, chăm cứu, bùa chú mà không lấy tiền. Chỉ cần người bệnh nhân cúng bái Phật Bồ Tát quỷ thần nhờ các ngài gia hộ hết bệnh. Làm phước không nhận tiền, xem mạch hoặc thuốc thang, nhưng lại nhận tiền cúng Phật trong thùng phước sương. Những phần tử này trong đạo Phật không biết bao nhiêu mà kể. Từ khi thầy về làm trụ trì tu viện Chân Như, khép chặt tu sĩ vào giới luật ăn ngủ đúng giờ, không được ăn ngủ phi thời, sống độc cư, không được nói chuyện ồn náo. Những người tu sĩ tu cơm, tu áo, tu tiền, tu bạc, tu ăn, tu ngủ chỉ đến đây vài ba hôm là bay sạch. Đến giờ này, chỉ còn một hai người tạm gọi là được, chớ chưa nghiêm túc trong giới luật Phật. Nếu thầy lấy giới luật Phật khép chặt sống nghiêm chỉnh, thì tu sĩ Phật giáo chẳng còn mấy người. Những người tu sĩ lừa đảo này sẽ không dám chui vào Phật giáo để lừa đảo mọi người. Giới luật là cửa cổng chọn lựa tu sĩ Phật giáo đúng những người chân tu, những người quyết tâm tìm đường thoát khổ. Kinh sách phát triển dạy người tu sĩ phá giới luật, nên những người tu sĩ này chỉ tu ăn, tu ngủ, tu danh, tu lợi, nên dựa vào tôn giáo để buôn Phật, bán tượng cốt, buôn pháp, bán kinh sách, kinh doanh tôn giáo để làm giàu vô đạo đức. Chiếc lá chắn của kinh sách phát triển dạy phá giới, bẻ dụng giới, làm tấm bình phong cho những người phi giới luật mới chui vào Phật giáo, mới kinh doanh buôn Phật bán pháp. Điều này chắc ai cũng rõ, phải không quý vị? Nếu không có kinh sách phát triển làm tấm bình phong che chắn, thì những người bất lương không thể chui vào Phật giáo làm những điều tồi tệ. Giới luật Phật không dung túng cho những người này, sáng họ vào cổng chùa, chiều họ đã bay mất vì giới luật quá nghiêm khắc. Cho nên, những người này sống trong giới luật chẳng nổi, nên chẳng dám vào làm tu sĩ Phật giáo. Ở chung quanh tu viện Chân Như có một số người nghèo đói thất nghiệp hoặc làm ăn vất vả cực nhọc, nên muốn vào chùa tu cho sướng thân. Nào ngờ bước vào cổng chùa lúc sáng thì tối đã trốn mất, vì ngày ăn có một bữa cơm nên sống không nổi, giả lại sống không được nói chuyện ồn náo, sống độc cư, sống một mình, vân vân. Chỉ sống có bấy nhiêu đó cũng đủ thử thách những người vào đạo Phật, chớ chẳng cần thử thách gì cả. Những người tu ăn, tu ngủ, tu tiền, tu bạc, tu danh, tu lợi, vân vân. Cho nên những người này vào chùa, cơm ăn, áo mặc đầy đủ, không tốn tiền, cơm ngày ba bữa, còn được đi học, cha mẹ khỏi lo. Có những thầy khôn ngoan, danh lợi, khéo nịnh bợ Phật tử, nên có tiền tiêu dùng, còn sắm cả xe gắn máy rất sang trọng. Nhất là quý thầy giả dạng tu hành, có hình thức giữ giới luật, lại còn dễ gạt Phật tử làm tiền, sống trên nhung lụa một cách đầy đủ sung túc. Cho nên Đức Phật đã xác định tất cả những hạng người này là trùng trong Long Sư Tử, sẽ giết Phật giáo chết. Đúng vậy, những tu sĩ phá giới luật Phật đang đầy dẫy trong các chùa Phật giáo, đang làm hỏng hết giáo pháp và đạo đức của đạo Phật. Số tu sĩ trong các chùa mà con đã nêu trong câu hỏi là loại trùng trong Long Sư Tử, đang được một số cư sĩ vô minh nuôi dưỡng,
để phá hoại đạo Phật cho tận gốc rễ. Những tu sĩ này dùng những danh từ rất kêu khi họ lừa đảo Phật tử, làm Phật sự, chấn hưng Phật pháp, vân vân. Các con đã hiểu giới luật, vị tu sĩ nào giữ gìn đúng giới luật thì cúng dường, còn giữ gìn không đúng giới luật thì nên cảnh giác, đừng tiếp tay với những tu sĩ ngoại đạo của kinh sách phát triển này mà giết Phật giáo. Giết Phật giáo, tội ấy về ai? Về các con đấy, vì các con đã nuôi chúng, vậy các con phải tránh xa những loại trùng độc này. Hãy trùng độc này.